Haha, có vẻ như là mọi thứ mình có cần đây rồi. Đỏ lòng đỏ lên một đống diêm như này, tuyệt lắm. Bây giờ chúng ta thêm lửa nhá. Vâng. Nào, wow, tuyệt quá. Ê, cậu đang làm gì vậy? Trời ơi, cháy hết bây giờ. Ê, trời ơi, là cậu làm gì vậy? Bẩn thế. Ôi, hỏng hết rồi. Nhưng mà không, tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Tớ tuyên bố thử thách. Mùi gì lạ vậy? Hả? Trời ơi, thật không? Trời ơi, đây là bánh quế già hơn cả bà tớ rồi. Mùi kinh quá đi mất. Nhưng mà cái bàn là ủi này sẽ giúp tớ. Đây, tớ sẽ thêm một chút dầu nhá. Chỉ một chút thôi. Tuyệt. Bây giờ thành phần chính của chúng ta là trứng. Đó, đáng yêu chưa? Bây giờ mình sẽ đập như này này. Rồi đổ ra. Xong rồi, đóng máy lại nhá. Và bỏ cái ống vào trứng này đi. Nào. Wow, tuyệt chưa? Món trứng của chúng ta trông ngon làm sao? Hay là bánh quế trứng nhỉ? Tuy nhiên, cái này không phải quan trọng. Điều chính là nó cực kỳ ngon. Nào Justin, tớ hy vọng cậu thích. Không, cậu bỏ ra. Ê, nhà vô địch đến lúc phải nghỉ ngơi và ăn thôi. Thôi được rồi, thời điểm cũng tuyệt đấy. Được rồi, cậu có gì đấy? Ồ, trông ngon quá. Nào thử nhá. Thực sự rất là ngon đấy. Tuyệt, life hack của cậu chắc chắn là hoạt động rồi. Ha ha, đáng yêu quá. Gà bay đi nào. Wow. Ồ, một quả trứng khổng lồ sao? Tuyệt. Bây giờ hãy xem bên trong có gì nhá. Wow, quả trứng này chắc là đủ trong ăn cả tuần luôn ý. Nhưng mà nếu tớ nấu nó như thế nào bây giờ nhở? Tớ phải nghĩ đã. À, tớ nghĩ rồi, cái này sẽ rất là phù hợp, hoàn hảo. Đây có vẻ là cách dễ nhất rồi. Chúng mình chỉ cần hạ thấp cái hơi này vào bên trong chờ đợi một chút thôi. Tuyệt. Bây giờ mình có thể xem tập phim yêu thích của mình. Nào. Ồ, được rồi, tuyệt lắm. Trứng đã sẵn sàng. Ôi, mình thích cậu. Tớ cũng vậy. Ê, hello. Ôi, xin lỗi nhá. Tớ không có ý làm phiền. Justin, cái này dành cho cậu đấy. Xem có được không? Britney, cậu nghiêm túc sao? Eo ơi, cái mùi này thật là ghê tởm. Tệ lắm, không được. Ồ, có vẻ như mẹ đang phân tâm bởi cuộc gọi rồi. Ồ, và bây giờ mẹ đi rồi. Tuyệt lắm, đây là cơ hội của mình. Mình sẽ lấy cái bàn là này, chắc nóng lắm. Đau thế, đáng lẽ không nên làm điều này. Nhưng mà thôi được rồi, hy vọng mẹ không nhận ra là nó sẽ bị thiếu. Tuyệt, nhân thiện, mình có thể dùng làm gương. Ồ, wow, cái gì thế này, xinh thế. Cái này chắc chắn sẽ có ích với tớ. Bây giờ hãy kiểm tra xem chúng ta có thể nấu món trứng như thế nào bằng cái bàn lá ủi này nhá. Wow, trông nó tốt đấy chứ. Thôi được rồi, mong là hy vọng Justin sẽ vẫn còn thức. Bây giờ tớ sẽ cho cậu ấy ăn. Thôi, đi ra cậu ấy thôi. Ê này, dậy đi, giờ ăn tối, hay là ăn sáng cũng được, nói chung là đến giờ ăn rồi, dậy đi, nhanh lên. Ồ, mở ra mắt ra nào, há mồm ra, mở mắt ra nào, nhanh lên. Tốt lắm, bây giờ cậu hãy thử nhá, giữ nguyên nào. Ồ, ngon đấy, tớ đánh giá cao. Mình nên chọn cái gì đây nhở? Nào, 1, 2, mình sẽ chọn quả này. Ồ, quả trứng này đẹp quá. Tớ thậm chí không muốn đập chúng ra. Nhưng mà tớ sẽ làm bất cứ điều gì vì mục đích của một life hack thú vị. Bài hát yêu thích của tớ, món trứng buổi sáng, còn gì tuyệt vời hơn nào. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đổ tất cả vào đây nhá. Ok, được rồi. Justin, tớ ghen tị với cậu đấy. Chỉ còn cho vào lò nướng là được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ để thời gian nhá và đợi một chút. Nào xem nào. Wow, tớ ngửi thấy mùi thơm quá. Có vẻ như món ăn của chúng ta đã sẵn sàng. Chỉ cần nhìn vào nó thôi. Món trứng bông. Ôi. Bây giờ tớ sẽ cho ra đĩa như thế này này. Nhưng mà không biết bên trong chín chưa nhỉ. Nào. Ê, kinh quá. Thôi được rồi, đến với Justin. Mr. Kebab, bữa ăn sáng của cậu đã sẵn sàng rồi này. Có vẻ như ai đó đang đói. Oh, wow, đây là thứ cậu cần. Ổn đấy. Ôi, dễ thương quá. Gà ơi, trông ngon miệng nhá. Hay thật đấy. Nhưng mà tớ có một ý tưởng này rất hay. Được rồi, cái này sẽ rất là có ích. Chúng ta sẽ đeo găng tay lên cốc cốc như thế này nhá. Và đổ một quả trứng vào trong đó.
Hi, trông khá là thú vị đấy chứ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm thủng một ngón tay thôi. Như này này. Và tớ có thể vẽ họa tiết đẹp lên trên chảo rồi. Theo tớ khá là tuyệt vời. Ok, bây giờ tớ sẽ cho ra đĩa như thế này nhá. Và quấn nó vào. Ui, tuyệt quá. Justin, bữa ăn dọn ra rồi. Này, cậu ăn không cậu? Ừ, tất nhiên là tớ sẽ thử rồi. Lại là chúng sao? Nhưng mà tớ không biết. Hay là để Charlie đánh giá một chút nhá. Charlie, cậu đánh giá thế nào? Có vẻ như không ổn rồi. Chào Goldy. Ha, tớ sẽ cần con cá này. Ôi, đáng yêu quá. Đây, mình sẽ lấy cái này. Nào, bây giờ mình sẽ đập quả trứng ra như thế này nhá. Đó, ổn chưa? Bây giờ tớ sẽ lấy con cá của mình. Và nhìn xem, tuyệt. Bây giờ tớ có thể lấy cái lòng đỏ ra. Và không dính một tí lòng trắng nào ở đây cả. Đẹp quá. Nhưng mà tớ vẫn thiếu một cái gì đó. Ê, xin chào con mực. Ôi, tớ rất vui khi được nghe thấy cậu. Wow, có vẻ như là nó có một món quà cho tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều nhá. Ồ, đây chính xác là những thứ gì tớ cần. Đổ mực vào trong lòng trắng như thế này này. Màu đen đẹp quá. Bây giờ thì tớ sẽ trộn tất cả mọi thứ lại với nhau. Và đổ nó vào trong chảo. Đó. Bây giờ tớ sẽ cho lòng đỏ lên trên như thế này này. Wow, trông thật là đáng kinh ngạc. Nhưng mà hương vị chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Thơm thế. Nào, con cá đến đây. Bây giờ chúng ta đi thôi. Không. Ôi, đau quá. Ôi, trời ơi, tại sao lại tớ chứ? Lại cái gì vậy? Britney, cậu có chắc tớ có thể ăn được cái này không? Thôi được rồi, chỉ có một cách để tìm hiểu thôi. Hãy thử ngay bây giờ. Tớ thấy không ổn đâu. Ồ, tớ sắp bắt đầu có ảo giác với những quả trứng này rồi. Ui, trứng này là đâu ra vậy? Thôi không sao cả, có vẻ như tớ có một ý tưởng tuyệt vời lại đến với tớ rồi. Nào, ngủ đi em bé nhỏ. Bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị nước ấm cho các con. Như thế này này. Đấy, cho vào trong nhá. Vậy là xong, đợi vài giây nữa. Ok, ổn rồi. Được rồi, đã đến lúc phải bắt đầu phần thú vị nhất trong lab hack của chúng ta. Bây giờ, tớ sẽ cần cái này dày. Đấy, tớ sẽ lăn nó ra. Và bây giờ tớ sẽ cho bút chì vào trong như thế này nhá. Nào, bây giờ bóc vỏ ra thôi. Vâng, công việc không hề dễ tí nào cả. Chúng ta sẽ bọc hai quả trứng lại như thế này nhá. Đó, xong rồi buộc chặt vào thiết kế dây thun. Đấy, ok, chắc chắn vẫn còn chưa đoán ra món ăn hấp dẫn phải không? Bây giờ mọi thứ sẽ ngay lập tức trở nên rõ ràng thôi. Đó, bây giờ quả trứng của chúng ta có hình dạng rất đẹp và khác thường đúng không? Thấy chưa các bạn? Giống như bông hoa vậy, rất là buồn cười. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho mâm trứng lên trên đĩa với rau nhá. Ngon và rất tốt cho sức khỏe. Ê, cậu làm cái gì vậy? Trời ạ. Thôi được rồi, tớ sẽ ném cái này đi. Ồ, cậu đang làm gì đấy? À, ok, cảm ơn cậu nhá. Cái này trông thực sự rất là tốt. Bây giờ phải thử nào. Wow, làm tốt lắm Britney. Thôi cậu đi đi, tớ sẽ tự ăn nốt. Ngon thế. Úi. Vì tất cả những life hack trứng này, bây giờ tớ có cả một ngôi nhà đầy những cái hộp đựng trứng rỗng. Nhưng mà thật may mắn trong ngôi nhà này, tớ là một hacker bẩm sinh. Và vâng, tất nhiên là tớ đã tìm ra cách thoát khỏi tình huống này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho thuốc nhuộm vào hồn nước hộp như thế này nhá. Và chúng ta sẽ tắm hộp của mình trong hỗn hợp thu hút này. Tuyệt lắm. Bây giờ mình sẽ cần làm tương tự với các hộp khác. Wow, các bạn hãy nhìn xem những màu sắc của vòng thật là rực rỡ. Ôi, tốt lắm, thật là tuyệt vời. Tớ suýt thì quên mất. Tớ có thể dán những cái bông mềm này lên trên. Tuyệt quá. Bây giờ chúng ta đi thôi nào. Hello Justin, cho tớ ngồi một chút nhá. Ê, chào Britney, tớ thấy cậu có một chiếc ghế mới hay đấy chứ. Nào chúng ta cùng chơi. Ê, mình rất yêu những cục unicorn. Đợi đã, trời ạ, cái này thật không? Suzy, cậu đâu rồi? Mình hy vọng ít nhất lần này tớ có thể không mất tập trung vào vẽ. Cái gì vậy? Suzy khẩn cấp nhìn này. Thấy chưa, tớ lại thấy một cái live hack khác. Chúng ta cùng xem nhá, cái này đẹp thật đấy. Thế được rồi, tớ sẽ có sơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lợi ích của live hack này nhá. Sao, cậu sẵn sàng chưa? Đầu tiên, chúng ta cần phải đổ cái sữa này ra đĩa nhá. Không, không được uống.
Không thì không đủ sữa cho cả cái thử thách này đâu. Ui, xong rồi. Bây giờ thì đến lượt cậu rồi đấy. Thôi được rồi, tất nhiên là không có tớ thì cậu không mở được rồi. Cái này cần phải một bàn tay mạnh mẽ của nam giới, vì vậy để tớ giúp đỡ. Ôi trời ạ, bây giờ sơn đầy mặt tớ rồi. Trời ạ, thế mà cũng nói, may mà tớ có rất là nhiều sơn, nếu không thì cậu làm đổ hết mọi thứ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cần cái nước rửa bát nhá. Ồ, tớ không biết có thể làm được một cái này đẹp như vậy đâu. Hay thật đấy, xuất sắc. Suzy, ui, trời ạ, cậu đổ đi đâu vậy? Tớ có thể phát triển mà không cần nước mà. Nhìn này, tớ có một TikTok khác cho cậu, lần này là với hoa nhá. Tuyệt lắm, tớ có hoa hồng trắng này, tớ hy vọng nó sẽ được làm cho lớp hát. Ui, hãy xem bao nhiêu là trái ngọt tươi ngon, đến lúc phải làm nước trái cây tự nhiên từ chúng rồi. Ui, hầu hết tớ yêu nhất là dâu tây, hãy ép nước dâu tây ra nhá. Ôi, tại sao lại dừng lại ở đây? Hãy để nước trái cây khác nhau nhé. Sẵn sàng. Suzy, cậu có thể chọn cái màu mà cậu thích nhất. Ôi, chọn khó lắm. Chúng ta sẽ thử tất cả các màu nhé. Sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ thôi. Trong thời gian này có thể chơi những trò chơi thú vị rồi. Ồ, Suzy nhìn này. Tớ đã làm việc rồi. Ừ, đúng rồi. Thành thật mà nói, tớ không tin cho đến phút cuối cùng là nó sẽ hoạt động đâu. Alex, xin lỗi nha, nhưng tớ sẽ lấy tất cả những bông hoa hồng này cho mình. Ê, Suzy, Suzy! Ui, cậu lại đeo tai nghe rồi, không nghe thấy tớ gì cả. Tớ sẽ phải thu hút sự chú ý của cậu thôi. Hoặc là chỉ có chạm vào cậu là được. Suzy, tớ đây. Nhìn xem này, lần này tớ đã mang cho cậu công thức thực sự rất là vui. Đấy, chúng ta hãy nấu món này ngon đi. Hấp dẫn đấy. Thế được rồi Alex, vì lợi ích của cậu, tớ thậm chí sẽ sẵn sàng tấp nhà của mình. Đi thôi nào. Tớ có Skittle rồi nhá. Trước tiên cần phải phơi phối nó thành màu khác nhau. Và sau đó có thể đổ đầy kẹo vào trong chai rồi. Ui, tớ chưa bao giờ có việc với siro ngô. Nó có mùi thơm đấy. Chúng ta sẽ xem nó sẽ đối phó với nhiệm vụ của mình như thế nào nhá. Kẹo của chúng ta sẽ cần sẵn sàng nếu để trong tủ lạnh đấy. Ôi, vào đây đi nhá. Ôi, chuyện gì xảy ra với đồ ngọt vậy? Tại sao họ lại xa nhau rồi? Lạ thật đấy. Alex, món ngon của cậu đây, đã đến lúc phải thử rồi đấy. Cậu sẽ là người đầu tiên. Ok, sẽ rất vui lòng. Mùi một món ngon như này được làm từ nguyên liệu ngon như vậy thì không thể nào mà không chịu được. Rất là ngon. Ôi, mong là cậu không lừa tớ. Nào Alex, ôi đừng có làm tớ phân tâm. Nhìn thấy chưa, tớ đang bận. Ê, tin đi, tớ có một cái này rất thú vị hơn nhiều. Cậu biết là ở nhà có thể nấu một món núi lửa ngẫu hứng như vậy như trong nhà không? Thì sao? Tớ đã nói với cậu là tớ đang bận rồi mà. Ôi, thôi được rồi, đến lúc phải thử rồi nhờ. Tớ sẽ làm với cả dầu dừa nhá. Nó sẽ là cơ sở của núi lửa. Nhìn trông tớ buồn cười chưa này. Tiếp theo, dầu cần phải trộn với cần nước, nhưng đó chưa phải là tất cả. Để đến lúc cho thuốc nhuộm vào rồi, nó sẽ biến ngọn lửa núi thành một thứ gì đó ngon tươi sáng khó quên. Ui, Suzy, trong đó có ma. Ôi, không phải đâu, bên trong là đúng thứ mình cần luôn. Đó là aspirin. Ngọn núi lửa sẽ sẵn sàng khi thả một viên thuốc vào. Đẹp quá. Ui, được rồi này. Tớ tự hỏi, điều gì chọc tay vào đây nhở? Ôi, mình xinh quá. Suzy, xin lỗi tớ làm sợ cậu nhá. Tớ đã mang cho cậu một life hack đẹp nhất rồi đây này. Tớ đề xuất xem chúng ta có thể tạo cầu vồng từ kẹo Skittles không? Lần này, cậu thực sự làm tớ hồi hộp đấy. Tớ tự hỏi chúng ta sẽ nhận được gì nhở? Hãy bắt đầu với Skittles. Nó không cần nhiều đâu. Chúng ta sẽ phân phối đồ ngọt thành một vòng tròn. Một cái có thể. Không, Alex. Ui, có thể nói bằng lời mà. Bây giờ tay tôi đau quá. Không, không phải lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào đây. Oh wow. Được rồi này. Đẹp thế. Tớ cũng có thể thưởng thức một cái gì đó ngon.
Ôi, thật tốt là tớ có mang theo ống hút của mình. Cái này rất là ngon đấy chứ. Thôi, cậu phải nhìn thấy răng của mình ý. Suzy, tớ lại ở đây rồi. Một lần nữa với thí nghiệm. Đừng có can thiệp, thấy chưa? Tớ đang cố bắn chúng vào tông hồng tâm bên này. Không quan trọng, nhìn thế này cậu không muốn thử nghiệm bong bóng sao? Ôi, cái này thực sự rất là vui mà. Thôi được rồi, Alex, cậu thuyết phục tớ rồi. Đi theo tớ đi. Chúng ta đã có lọ để trải nghiệm cái này rồi. Suzy, đây là một món quà cho cậu. Ôi, tớ bị dương với những bông hoa này. Tớ đề nghị bắt đầu ngay lập tức. Đầu tiên cần đổ đầy giấm vào nhá. Tớ có rất là nhiều. Sẵn sàng. Ôi, mùi giấm có mùi rất là chua. Nhưng đó không phải lý do để dừng lại. Ừ, tớ đồng ý. Bây giờ các thành phần còn lại là thí nghiệm nhá. Còn lại những quả bóng nữa thôi. Chúng ta có thể trồng ngay vào trong phễu. Và bên trong chỉ cần đổ cả soda vào thôi. Như vậy tất cả soda sẽ vào ngay quả bóng của chúng ta. Sau đó niềm vui sẽ bắt đầu. Quả bóng cần phải đặt lên lọ đựng giấm như thế này. Sau đó soda sẽ đổ vào trong giấm từ từ. Và nó sẽ thổi quả bóng lên. Ồ, tớ chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây. Chúng ta cần khẩn trương đến chỗ Suzy. Mặc dù như vậy. Ôi, trời ạ, tớ nên học cách trượt ván. Nếu không tớ sẽ vô tình mất đầu mất. Suzy, tớ có đề nghị cho cậu. Hãy nghỉ ngơi đi. Hãy nhìn xem tớ đã nhìn thấy cái gì này. Chúng ta có thể tự làm cái này. Ôi, cậu có ván trượt không? Có. Nhưng mà tớ không cho cậu đâu. Tớ rất là thích nó như vậy. Nếu tớ cho cậu một chiếc bánh thì sao? Không, tớ vẫn không cho đâu. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ tùy chỉnh ván trượt. Tại sao không trang trí chiếc móc bút màu xám chán như vậy nhỉ? Ừ, ý tưởng hay đấy Suzy. Nào, bắt đầu thôi. Ôi, trời ạ, cái này mùi rất là tệ. Bởi vì quần bị chuẩn bị tốt hơn. Nhìn đây này, tôi có mặt nạ và kính bảo hộ. Bây giờ hãy vẽ con búp bê. Dừng lại, cái màu xanh này tớ đang cần. Tớ vẫn chưa xong. Wow, Alex, ôi, cậu thật là đúng lúc. Tớ đang cần cái này này. Tớ sẽ làm một cái smile như này nhá. Và bây giờ tớ sẽ sơn hết tất cả màu đen. Sao? Đến lúc phải đổ hết tất cả những thứ còn lại. Alex, cậu làm gì vậy? Đừng có cắt nó nữa. Ôi, tớ tự hỏi, nó có được không nhở? Ta-da! Ôi, hãy nhìn xem cái tuyệt vời như thế này. Ôi, một chiếc móc bút như này không ai có luôn. Ôi, thú vị thật đấy. Ôi, răng yêu tội nghiệp của tớ. Trời ạ, bóng ngô đã hết rồi, chỉ còn hạt thôi. Vậy thì sao? Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tự làm bóng ngô. Thậm chí còn ngon hơn. Đi thôi nào. Alex, trước tiên tớ cần phải lấy cái chảo đó ra khỏi người cậu. Đấy, bây giờ tớ sẽ cho tất cả những hạt ngô vào trong này. Như này này. Và tớ sẽ chịu trách nhiệm về kẹo. Với chúng, bỏng ngô của chúng ta sẽ trở nên sáng hơn rất là nhiều. Tớ nghĩ chúng ta sẽ rất là thành công. Ôi, tớ đang cố gắng rất nhiều đấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thêm nhá. Ồ, được này, chúng ta đã làm được rồi. Ồ, hay thật đấy, đến lúc phải thử rồi. Ngon thế. Ôi, bỏng ngô tốt nhất thế giới. Ồ, ngon thật đấy. Hãy đăng ký kênh Fun Food nhé, thì chắc chắn các bạn sẽ không bỏ lỡ những thí nghiệm thú vị và tương tự như vậy. Viết trong phần bình luận những thử thách khác mà cậu muốn xem trên kênh của chúng tôi nhé.